Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Audio 89. Và như anh em thấy thì hôm nay mình sẽ lên cho anh em một series dàn toàn những mã ngon anh em nhá. Đây thì chính là con bầu PLS1510 anh em ạ. Đi kèm cặp loa thì không thể VIP hơn anh em nhá. Cặp loa Tech S500 không thể nào VIP hơn được rồi. Tiếp bên này thì đây là bộ Kenwood anh em ạ. Full thớt luôn anh em nhá. Con này là Kenwood K1001 anh em nhá. Mà một trong số những mã dàn gọi là top 1 của thằng Kenwood rồi. Nhưng mà có cái hay ở chỗ là nó đã có cả gọi là thớt equalizer với cho anh em, một cái thớt đắt nhất của bộ dàn này anh em nhá. Cuối cùng ở đây sẽ là bộ Kenwood K711 anh em nhá, thuộc series K cao cấp Kenwood. Và bên Nhật nó đã cho gọi là con này đi kèm với cả cặp loa Onkyo N9 rồi. Nó là một trong số những combo mà như ở trên gọi là các diễn đàn âm thanh người ta đánh giá, đây là một trong số những bộ mà lên được chất âm hay nhất anh em nhá. Nó hay hơn cả cặp loa gốc của thằng Kenwood K711 luôn anh em ạ. Đấy, ghép với cặp Onkyo này nó cực kỳ hợp, như kiểu nó sinh ra để dành cho nhau vậy anh em nhá. Rồi, để bắt đầu vào video thì anh em lưu ý một chút là số điện thoại của mình vẫn đang góc trái màn hình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776. Số điện thoại của thằng em Sơn là 0933332183 anh em nhá. Anh em quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào có thể alo cho mình hoặc em Sơn để biết thêm chi tiết sản phẩm. Thì vào đầu sản phẩm hôm nay thì anh em nhìn thấy đây. Anh em nhá, có nhìn thấy chỗ này không? Đấy, anh em thấy không? Đây nó sẽ là một cái tai nghe anh em nhá. Sơn cầm anh máy quay vậy. Thì xin thưa với anh em, đây là một cái mã tai nghe cực kỳ ngon của thằng Lenovo. Và nó chính là cái mã Lenovo Think Plus anh em nhé. Đấy, anh em nào đã chơi những cái mã Lenovo rồi thì sẽ biết cái mã Think Plus này nó rất là ngon anh em ạ. Đấy, và thấp máy quay xuống tí em. Đấy, thì ở đây nó sẽ có con này sử dụng cái chân sạc đời mới nhất bây giờ này, là sử dụng chân sạc Type-C anh em thấy không? Đấy, chân sạc Type-C đời mới nhất nhá. Tiếp đến thì pin con này nghe cực kỳ trâu, nó sẽ có khoảng tầm anh em mình khi mà sạc đầy nghe được khoảng tầm 8 tiếng nghe liên tục anh em nhá. Nhưng nó có một cái nút rất là hay mà những cái con khác không có, đây chính là cái nút tắt mic anh em ạ. Tức là khi anh em mình đang nghe nói chuyện với một người nào đấy mà anh em mình chỉ muốn nghe từ phía người ta thôi, không muốn người ta nghe được từ phía mình, anh em có thể bấm nút tắt mic trực tiếp ở trên con này luôn. Với cho anh em, tắt mic luôn anh em nhé. Tăng giảm âm lượng này, và đây sẽ bật nguồn này, mic con này đàm thoại khá là nét. Về chất âm thì sao? Chất âm con này thì cực kỳ ngon anh em nhé. Với những cái dòng tai nghe mà giá khoảng tầm dưới 500 nghìn thì mình nghĩ con này nó cũng thuộc dạng top đầu rồi Sơn nhỉ. Top 1 luôn anh em ạ, thuộc dạng top đầu tiên đấy. Đấy. Chất âm thì như anh em nào mà đã nghe con này thì mình chưa thấy bất kỳ một anh em nào phản hồi lại chê về chất âm con này hết. Tại vì con này thứ nhất là chất âm về giải mid và chép anh em sẽ khá, nó sẽ khi đeo vào sẽ cảm thấy nó khá giống của thằng JVC. Nhưng mà chất bát của nó lại giống thằng Sony anh em ạ. Nó bát nó bao phủ rộng nhé, chất âm rất là hay. Củ Hausen toàn bộ nhôm hết anh em nhìn này. Đấy, 500 hit anh em nhá. Củ núm cao su thì khá là mềm, màng loa sẽ là màng carbon anh em nhá. Đấy, nhiều anh em cứ hỏi là con loa này thì có cần con tai nghe này thì có gọi là tai nghe có dây không? Thì xin thưa với anh em, nó là tai Bluetooth có dây quàng cổ anh em nhá. Nó vẫn sẽ kết nối Bluetooth với điện thoại anh em mình, nhưng mà nó sẽ có một cái đoạn dây này để nó đeo vào cổ anh em mình, với cho anh em. Đấy. Thì con tai này là sử dụng anh em đi tập thể thao tiện này, đạp xe thứ nó đỡ bị rơi anh em nhá. Khá là tiện. Và quan trọng nhất là pin nó khá là trâu, 8 tiếng nghe liên tục nó rất là trâu rồi. Bình thường một con tai True Wireless thì giá rẻ trên thị trường nó chỉ được khoảng tầm 3 tiếng thôi anh em nhé, nghe được 3 tiếng thôi. Cái con này được tầm 8 tiếng, một ngày anh em nghe 1 tiếng thì nghe được khoảng tầm 8 ngày mới hết pin anh em nhá. Rồi. Thì đấy giá. À quên mất nhỉ. Quên mất cái giá con này anh em nhá. Giá con này hiện tại mình đang để cho anh em là 380.000 anh em nhá. 380.000. Hàng này là hàng mới tinh anh em nhá. Đấy, về không có bốc thôi anh em ạ. Về không có bốc, mới tinh cho qua sử dụng luôn. 380.000. Đấy. Tiếp đến đây, anh em sẽ nhìn thấy đây là một cái con loa Bluetooth anh em ạ. Con này thì mình giới thiệu ở những video trước cũng một vài lần giới thiệu cho anh em rồi, và tiếp tục nó lại về anh em nhé. Xin thưa với anh em, nó là một cái mã gọi là loa mini mà mình đánh giá nó là mã nhỏ nhất mà mình từng tiếp xúc anh em ạ. Có thể anh em tiếp xúc những cái mã nhỏ hơn, nhưng mà cá nhân mình thì tiếp xúc con này là nhỏ nhất, và chất âm của nó thì nó lại không hề nhỏ anh em nhé. Chất âm nó khá là ngon. Với cái thiết kế anh em nhìn này, ngôn ngữ thiết kế này, thiết kế ngôn ngữ rất hiện đại anh em nhé. Đấy, mặt trước này nó sẽ là một cái series toàn lỗ thôi anh em ạ. Series lỗ này, nếu mà anh em nào mà gọi là khá là tính mà OCD ấy, có cái phần OCD hơi cao thì nhìn cái mặt lỗ sẽ cảm giác nó hơi kinh anh em nhé. Nhưng mà với mình thì nó là thiết kế rất là đẹp anh em ạ. Nó được trang bị một củ loa 4cm ở trong này. Đấy, duy nhất ở bên trong này thôi, củ loa 4cm. Và kết nối duy nhất một cái kết nối là kết nối Bluetooth thôi. Và chất âm nó khá là ngon anh em nhé. Các tiêu chuẩn châu Âu này, của Anh, của Canada, thứ này ở phía sau này anh em nhé. Cái chân này sẽ là chân đế cao su để anh em mình chống trơn trượt đấy. Đặt ở đây nó sẽ không bị rung anh em nhá. Nó sẽ có một cái đèn báo Bluetooth này, trên này tăng giảm âm lượng và một nút nguồn hết anh em nhá. Đây.
cái hộp của nó này, anh em sẽ nhìn thấy nhá. Thứ nhất là Bluetooth, con này sử dụng Bluetooth version 5.3 này. Tiếp đến con này sẽ cục pin rất chơi rất là trâu, chơi được liên tục 8 tiếng này. Tiếp đến là con này nó sẽ sử dụng đây trang bị cái màng loa, củ loa 4cm mình vừa nói rồi đúng không? Tùy chỉnh chế độ equalizer trực tiếp ở trên app anh em nhé, trên ứng dụng ở trên con này, với cho anh em. Em thì cài app trên điện thoại để tùy chỉnh các cái về các cái giải equalizer, với chưa? Đấy, con này nó được cái giải là Good Design AWAC 2023 này, tức là thiết kế design đẹp anh em nhé, design này design tốt. Đấy, gọi là đẹp thì cũng chưa phải đâu, tại vì nó này đây nó sử dụng chữ tốt rồi, design tốt anh em nhé. Đây, con này các cái thông số nó sẽ ở đây này, đáp ứng giải tần từ 230.000Hz đến 17.000Hz này, sạc nguồn vào sẽ là 5V này, 5mm này. Đấy, và con này nó vẫn made in China anh em nhé. Anh em lưu một chút, tất cả những tai nghe xuất châu Âu bây giờ đều made in China tất, con này cũng made in China anh em nhé. Đấy, tiêu chuẩn châu Âu, trang trí chưa. Bên trong con này thì có cái gì đây, bên trong con này thì nó sẽ có thứ nhất là một cái dây đeo và một dây sạc anh em nhé. Cái dây đeo này, cái dây đeo tai nghe, à dây đeo loa, một dây sạc này. Tiếp đến là sách hướng dẫn sử dụng thì dài như dây sớ anh em, khoảng tầm 101 chú chó đốm anh em nhé, khá là nhiều trang đấy, mình nói thế cho vui thôi. Đấy, ok chưa? Và đây con loa của anh em mình, hết rồi, hộp chỉ có vậy thôi, con loa. Và quan trọng nhất giá con này, hiện tại mình cũng để giá là 550.000 cho anh em nhé, 550 để cho anh em. Mình sẽ test nha cho anh em luôn đây, bé nhưng mà nghe rất hay. Đấy, tăng giảm âm lượng trên này cũng được. Đấy, bắt con lùi đây. Chất âm của nó thì mình đánh giá nó là to so với cả cái dáng gọi là bé tí của nó này, đúng không? To so với bóng dáng bé tí này, chứ còn nếu mà để so với những con loa to hơn thì con này nó không phải là một con loa chơi to gọi anh em nhé. Con này anh em mình sẽ chơi sử dụng các cái trường hợp là sử dụng nghe thay từ điện thoại ra, ví dụ như anh em mình ngồi trong một cái phòng nhỏ thôi, đúng không? Đấy, nhỏ xinh xinh thôi. Anh em mình sẽ dùng con loa này thì khá là ok anh em nhé. Hoặc là một nhóm bạn ngồi chill chill gọi là cà phê trà đá buổi sáng ấy, đúng không? Bật một con loa nhỏ lên chỉ để nghe, gọi là nghe nhạc chill chill thôi, hoặc nghe thời sự thôi, ok đấy anh em nhé. Rồi, 550.000. Tiếp đến đây thì sẽ là một con đài AM/FM anh em nhé. Con này thì mình lâu lắm rồi, hôm nay mới tiếp tục về anh em ạ. Lại tiếp tục lại có quà tặng cho anh em nhé. Khổ thế. Có quà tặng, cứ có con này là có quà tặng anh em nhé. Tại vì bên kia nó về nó kèm quà nên mình sẽ tặng quà cho anh em. Con này nó sẽ là cái mã MOA FRC1 anh em ạ. Đây, đài AM/FM radio anh em nhé. Con này nó sẽ bao gồm hai băng tần, cả hai băng tần AM và FM được phục vụ anh em mình dò full băng tần Việt Nam luôn. FM sẽ đủ 108 và AM thì tất nhiên là full giải rồi, không bao giờ thiếu giải được anh em nhá. Các thông số này toàn chữ Nhật chẳng chịt thôi. Hàng con này là hàng Trung Quốc xuất thị trường Nhật anh em nhá. Đấy, bọn này gọi là thương hiệu thằng Moa FR này nó đặt thằng Trung Quốc nó làm thôi. Nhưng mà tiêu chuẩn của bọn Nhật thì nó cũng khá là cao nên là mình đánh giá con này cũng khá là được, tại vì so với mức giá là ok anh em nhá. Đây, hai băng tần này. FM thì sẽ đủ từ 76 đến 108 này, AM sẽ từ 525 đến 1650 anh em nhá. Con này kích thước của nó sẽ là bao nhiêu đây? Kích thước sẽ là 115,5 cm x 9,5 cm x 4,5 cm anh em nhá. Trọng lượng sẽ là 236g, được chưa? Hỗ trợ một chân cắm 3.5. Loa này được trang bị một con loa toàn giải là 6,5 cm, trở kháng 8 ohm với công suất sẽ là 3W một loa anh em nhá. Được chưa? Đây là thông số cơ bản của nó nhá. Bên trong này nó sẽ có một cái quyển sách hướng dẫn nữa anh em ạ. Cái quyển hướng dẫn này thì nó viết bằng tiếng Nhật anh em nhé. Nó viết tiếng Nhật tại vì hàng này là nó sản xuất cho người Nhật dùng, nó sẽ viết tiếng Nhật. Anh em về là nếu mà ấy thì có thể dịch nó ra. Hoặc là người Việt mình thông minh mình nghĩ không cần đâu, tại vì con đài nó rất dễ sử dụng anh em nhé. Thì đây là chi tiết con đài của anh em mình. Như cái đầu này thì cái râu nó này, em râu nó khá là dài, được khoảng tầm 80 phân anh em ạ. 80 phân. Đấy. Ở đằng sau này sẽ là cái hộp pin anh em nhé. Con này sẽ sử dụng hai viên pin đại. Nhiều anh em cứ hỏi là nó sẽ có cắm được điện trực tiếp không, thì mình trả lời luôn là con này chỉ dùng pin anh em nhé, không sử dụng điện trực tiếp được cho anh em. Đây phần tem này, MOA FRC1. Đấy. Và củ loa 6,5 cm được trang bị ở đây anh em nhé. Ở đây,
Vậy chưa? Hai băng tần dò đài các kiểu này. Ở bên này sẽ bao gồm một đúng volume này, một cái gạt để anh em mình chuyển FM AM này, và đây sẽ là dò đài anh em nhá. Và hỗ trợ một cái lỗ phone để anh em mình có thể cắm phone, vậy chưa anh em? Cắm phone để nghe đêm đấy, nghe đài đêm đấy. Nhiều anh em không ảnh hưởng muốn ảnh hưởng đến người khác, anh em cắm vào nghe đài đêm nhá. Và quan trọng nhất là giá con này. Giá con này hiện tại là mình đang để cho anh em là 430.000 anh em nhá. 430.000 cho con này này, vậy chưa anh em? 430. Và tiếp đến ở đây thì tí nữa mình sẽ test con này sau. Tiếp đến đây thì tại sao mà mình luôn luôn bán kèm với con tai nghe của thằng Mỹ này với con đài này? Tại vì nó là tai nghe sử dụng chân cắm 3.5 anh em nhá. Anh em về nghe đêm mà cắm vào phát là chơi luôn, vậy chưa anh em? Đấy, con này nó con Rick Bin này, mã nó là RB6 anh em nhá. Đây tai nghe đây, con này nó vẫn đang hộp thì không bóc ra nữa anh em ạ. Đây hình như thế này anh em nhá. Cái dây nó dây chống rối này, có mic đàm thoại luôn này. Đấy, anh em nhìn nhá, đáp ứng giải tần nhá. Con này gần như là nghe khá là ok, nhưng mà nó thiên lời thôi anh em ạ. Nó thiên lời và thiên mid thôi. Cái chất bass con này thì nó cũng khá là bình thường anh em nhá. Đấy, nhưng anh em nào nghe nhạc lời thì con này khá là hay. Nó sẽ có ba cỡ tai lúm tai này SML để phục vụ anh em nhá. Bên trong nó sẽ có ba cỡ lúm anh em, mình chả bóc nữa nhá. Thôi nhá. Để nguyên ship. Mỹ anh em nhá. Đây, design in USA này, tai này tai chuẩn của Mỹ, CO số series đầu 0. Đấy, bình thường tai này mình sẽ bán 250 anh em nhá. Nhưng anh em nào mà mua cả đài cả tai thì mình sẽ để giá cho anh em là 500.000 tròn, được chưa anh em? Anh em là mua lẻ tai thì 250 anh em nhá. Đấy, mua lẻ cái đài này sẽ là 430, còn mua cả hai sẽ là 500.000. Đấy, giá cực kỳ tốt luôn. Mình sẽ test chất âm của cái con radio cho anh em luôn. Đây. Quốc tế sôi động đẳng cấp thế giới, giữ vị trí trái tim của tứ trụ thương mại giải trí giao thương văn hóa thủ đô. Vincom Megamall, tòa tháp văn phòng hạng A và khách sạn 5 sao, phố thương mại Grand World và trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia The Grand Expo, vườn khu Cát Tường ôm trọn hai tuyến đường giao thương quốc tế chiến lược là đường Hồ Chí Minh và trung kết nối thẳng sang cầu Tứ Liên với trung tâm Hà Nội. Đây sẽ là ok chưa anh em? Đấy, bài khá là ngon này. Đổi xanh, chuyển đổi số, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo. Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam thực hiện chương trình đào tạo 50.000 nhân lực trong lĩnh vực này đến năm 2030. Đề nghị Nhật Bản tạo điều kiện thuận lợi. Đấy, nhân lực của sử dụng chip bán dẫn ấy, công nghệ cao đấy anh em ạ. Còn cái cho học công nghệ cao anh em nhé. Tối thiểu là học công nghệ thông tin. Tiếp sau đấy là nó sẽ phục vụ cho cái nhu cầu gọi là công nghệ bán dẫn. Tiếp đến bây giờ Việt Nam chuẩn bị gọi là cái nôi công nghệ bán dẫn rồi. Con cái phải cho học theo bán dẫn anh em nhé. Học theo sau ra làm bán dẫn đấy. Mà anh em nào mà sau này đầu tư thì chắc chắn sẽ về Hưng Yên rồi. Một vài công ty bán dẫn mình thấy mà đang dự án là sẽ đặt tại Hưng Yên ấy. Cho nên anh em nào mà Hưng Yên mình ấy, thì có thể tham khảo anh em nhé. Cái ngành nghề đang hot anh em ạ. Mà chắc chắn là nó sẽ hot thôi. Còn mấy cái kiểu mà ngành nghề vớ vẩn như bán loa như anh em tôi cũng sắp thất nghiệp đến nơi rồi. Sắp thất nghiệp đến nơi rồi anh em ạ. Rồi, tiếp đến đây thì sẽ là cái món đồ nhỏ cuối cùng ngày hôm nay. Thì đây sẽ là ba cục pin sạc anh em nhé. À, 4 cục chứ nhỉ. Rồi, 4 cục anh em nhé. Một cục này hộp sơn này ở ngoài rồi. Đây, 4 cục pin sạc anh em ạ. Đây là những con hàng nguyên siêu anh em nhé. Hàng này thì hàng nó xuất cho cái thị trường của thằng... mấy cái nước Ả Rập anh em nhé, mấy cái nước gọi là nước Dubai đâu biết ấy, thì là chính là cái con này anh em nhé, xuất cho thị trường gọi là mấy ông ở quàng khăn đẹp dai gọi là nhất thế giới các kiểu đấy, thì nó là cái mã này. Thì xin thưa với anh em, con này thì nó hàng thì nó sẽ được sản xuất là chắc chắn là tại Trung Quốc rồi anh em nhé, nhưng mà cấu hình của con này thì sẽ rất là ngon đấy. Cấu hình của nó như thế nào thì anh em sẽ để ý đây nhá. Đây một củ mình đã bóc ra sẵn để cho anh em rồi. Đây, mới nó vẫn còn siêu ở đây luôn. Đấy. Cái mặt của con này nhá sẽ được trang bị một con chip này, anh em sẽ nhìn thấy con chip rất nhiều chân đây. Đây chính là con chip Qualcomm anh em nhá. Một trong số những con quản lý dòng VIP nhất hiện tại bây giờ anh em ạ. Con chip này nó quản lý tất cả các loại dòng điện ra vào và các công nghệ sạc chuẩn, sạc nhanh các kiểu thì sẽ do cái con chip này anh em nhá. Con chip này nó là một trong số những con cái đắt nhất trong con này. Trong cái cục pin này đắt nhất là con này anh em nhá. Cục pin này thì nó sẽ là dung lượng là 30.000 mAh, ôi chơi anh em. Đấy, 30.000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh anh em nhá. Con này thì nó hỗ trợ hai cái dây đầu sạc luôn. Một là đầu Type-C này, hai đầu iPhone, anh em có thể sạc cho iPhone và những các điện thoại Android trực tiếp bằng cái dây này mà không cần phải mang theo cáp luôn. Ôi chơi anh em, hay không? Đúng không? Bên trên này nó sẽ có hiện phần trăm pin anh em nhìn này. Đấy, ok chưa? Đấy, hiện phần trăm pin cho anh em nhá. Mà cái màn hình số của nó nhìn rất là khôn nhá anh em nhá. Đấy, tiếp đến bên này thì nó sẽ là chân sạc Type-C này anh em nhìn này, để hỗ trợ một cái sạc Type-C này.
Chân da tai si nhé, về macro này sẽ hỗ trợ một chân sạc vào macro USB này. Tai si này sẽ là vừa vào vừa ra anh em nhé, vừa có thể sạc pin vào cái cục này, vừa có thể lấy cái đầu nguồn này để sạc ra được. Và đây nó sẽ là hỗ trợ một cái đầu USB A, cái đầu này sẽ hỗ trợ sạc nhanh anh em nhé, hỗ trợ sạc nhanh. Thì đầu này hỗ trợ sạc nhanh này, đầu tai si hỗ trợ sạc nhanh này, hai cái này cũng hỗ trợ sạc nhanh này anh em nhé, khá là ngon. Đấy, con này nó sạc max công suất nó sẽ là được 100W cho full tất cả các cổng này sạc, max là được 100 luôn anh em nhé. Đấy. Còn mỗi hỗ trợ cổng PD này sạc nhanh này, tai si sạc nhanh này, cổng này sẽ chỉ 20W thôi nhé, 20 này, cổng này 30 này. Đây, hai cổng này thì như là mỗi cổng là 25 thì phải anh em nhé. Đấy. Đại loại tính cộng kiểu gì nó ra 100 được anh em nhé. Ok chưa? Và giá hiện tại cho con này thì mình đang để cho anh em là 550.000 anh em nhé. 550.000 cho một cục USB cho anh em. Đấy. Dung lượng là 30.000 anh em nhé. Cầm cục này đi là khá là yên tâm, anh em đi làm đi chơi là khá là yên tâm đấy. Và hiện tại mình còn 4 cục anh em nhé, 4 cục, được chưa? Đợt trước là cái cục này mình có giảm giá cho đợt mà anh em mình chống lũ lụt đấy. Thì đợt đấy mình về được khoảng tầm mười mấy cục đấy. Thì cũng là tặng lũ lụt, coi như đợt đấy mình bán lỗ. Và bây giờ anh em nào mà mua ủng hộ mình đi để mình có lãi được mấy chục nghìn anh em nhé. 550 anh em nhé. Rồi. Tiếp đến đây thì sẽ là series dài anh em ạ. Series dàn thì cái mã đầu tiên ở cái mã số 01 của ngày hôm nay thì mình giới thiệu anh em đến một cái gọi là con Bow anh em nhé. Con Bow 1510, một trong số những cái mã gọi đời rất là cao của cái thằng Bow này anh em nhé. Anh em sẽ nghe nhìn thấy cái mã này nó form nó giá khá giống thằng Acufei, và cái kết gọi là cái kết cấu của con này, cái hình thức con này thì nó đã được duy trì cái mẫu gọi là mẫu thiết kế kiểu này từ cái dòng 1210, xong đến 1310, 1410 và tiếp đến bây giờ là 1510. Con cao cấp nhất của thằng PLS nó sẽ là con 1610 anh em nhá. Con này chưa phải cao cấp nhất nhưng mà giá của mình nó sẽ rất là tốt anh em ạ. Đấy. Chi tiết về con này sẽ như sau. Đầu tiên con này nhá thì nó sẽ là âm ly chuẩn của Mỹ anh em nhá. Chuẩn của Mỹ nên là chất âm của nó thì mình nghĩ nó rất là hay. Thậm chí anh em có thể ghép những cái cặp loa bass 30 với con âm ly này, nó đánh cũng rất chi tiết cho anh em ạ. Loa Mỹ, âm ly Mỹ thì nó đánh rất là tơi tiếng anh em nhá. Anh em mình cảm giác nếu như anh em nào mà chơi những âm ly Mỹ, anh em sẽ biết là cái giải mid nó sẽ không phải là cái giải lợi thế của những cái dòng âm ly Mỹ. Mỹ nó đánh xuyên vào cái dòng phần lời, tức là phần chép sáng đấy, và cái phần bát căng luôn. Cái bát con này nó đánh rất lực anh em nhé. Bát con này nó đánh rất lực này, và khi nó cắt nó sẽ rất là dứt khoát. Anh em nào mà khi chơi những con âm ly Mỹ sẽ cảm nhận điều đấy, kể cả trên những cặp loa Mỹ cũng vậy anh em ạ. Nên tại vì sao những cặp Bow 301 ấy nó hát hay, tại vì phần lời và phần lời nó hay anh em nhé. Phần lời, phần chép nó sáng đấy. Anh em đã biết rồi, khi hát thì mình phải cần một con chép nó rất là sáng thì nó hát tiếng nó mới hay được. Mà con Bass 301 thì nó đáp ứng đúng nhu cầu của anh em. Phần lời nó rất là sáng, còn phần bass của nó sẽ vừa đủ thôi anh em nhé. Nếu anh em nào mà hát karaoke mà cần một con Bass 301 mà anh em mình muốn hát hay thì bắt buộc anh em mình vẫn phải thêm súp anh em ạ. Hát thì nó mới có độ rèn được anh em nhé. Độ rung, độ dập được thì nó mới hay được. Đấy. Rồi, nói miên man xa quá thì lại quay trở về với bộ này. Thì xin thưa với anh em, con này hoạt động hoàn hảo mọi chức năng anh em nhá. Nó sẽ chơi DVD anh em nhá. Con này khá là hiếm này, chơi DVD. Và dòng mắt con này sẽ chạy mắt Philips anh em nhá. Anh em lưu ý một chút, mắt Philips của nó thì đánh rất là hay tiếng anh em ạ. Con này nó sẽ chơi như một con CD hoặc đầu DVD cao cấp khoảng tầm chục triệu cho anh em luôn. Mình khẳng định luôn, tại vì chất tiếng nó ra rất mịn anh em nhá. Rất là mịn tiếng. Bây giờ con này sẽ hỗ trợ cả AM, FM này. FM bọn này sẽ chỉ đến 90 thôi anh em nhá. Còn AM thì tất nhiên là sẽ phun giải cho anh em, đúng chưa? Đấy, volume ở một bên này, đây này nó sẽ volume anh em nhé. Volume bên này này. Và bên này nó sẽ là cái phím gọi là joystick anh em nhé. Đấy, phím joystick bên này. Thì con này nó sẽ hỗ trợ anh em mình nách bài các kiểu bằng cụm phím bên này. Đấy, đúng chưa? Nó khá là đẹp. Đấy, anh em sẽ nhìn thấy nhá. Đây mình bỏ cái căng con này ra. Bỏ căng loa nhé. Căng con loa này cũng rất là đẹp luôn anh em ạ. Căng loa rất đẹp. Đấy. Hình thức con này thì anh em sẽ nhìn thấy này. Đấy. Nó không phải là một con âm ly đẹp xuất sắc, tại vì anh em sẽ nhìn thấy bên hông này anh em nhá. À, mình sẽ giới thiệu những cái điểm xấu cho anh em. Đây. Bên hông anh em sẽ nhìn thấy này. Nó bị mất một cái miếng đề can ở đây anh em nhá. Nhưng mà nói chung là nó sẽ không ảnh hưởng đến cái hình thức của nó khi anh em mình nhìn từ mặt trước anh em ạ. Đấy. Đấy, kê loa và phát là hết luôn, đúng không? Thì tí cái chỗ đấy mình sẽ trừ tiền cho anh em, mà không phải trừ ít đâu, trừ nhiều đấy, trừ tiền triệu đấy anh em ạ, cho một cái vết bong đấy anh em nhá. Đấy, và cái vết trên này thì nó cũng rất là ok thôi. Đấy, nói chung tổng thể con này thì mình nghĩ là ok anh em nhá. Tiếp đến phía sau con này thì sao? Phía sau con âm ly ở đây anh em sẽ thấy nhá, toàn bộ mặt đằng sau phủ đồng hết anh em ạ, phủ đồng tất anh em nhá.
Công suất con này sẽ là 110W và trở kháng sẽ là công suất 110W và điện nguyên bản là 100V anh em nhá. Nó sẽ được lắp ráp tại Hàn Quốc anh em ạ. Assembly in Korea anh em nhá. Linh kiện này, assembly rõ ràng nhá. Assembly là lắp ráp anh em nhá. Tại Hàn Quốc là linh kiện nó sẽ được đưa từ bên Mỹ sang. Hàn Quốc chỉ thực hiện lắp ráp thôi, nó không sản xuất. Đấy. Tiếp đến ở đây thì anh em sẽ nhìn thấy tất cả các rắc AV mạ vàng tất anh em ạ. Mạ vàng tất đây nó bụi nó vào như anh em nhá. Đây anh em chỉ cần cạo đi phát nó lại vàng óng luôn anh em ạ. Vàng óng luôn. Đây là kẹp anten của em phụ nghe đài này. Đây ba đường xuất video cho anh em. Và con này có một cái cổng cực kỳ đáng giá mà mấy ông gọi là chơi con bâu 121 với 131 gọi là ao ước. Đấy là chỉ chính là cái cổng optical in anh em ạ. Đấy cổng này là cổng giải mã chuẩn 24 bit. Nhưng mà không phải giải mã chuẩn 24 bit thông thường anh em ạ. Mà giải mã chuẩn 24 bit của Mỹ với chơi game. Con này nó đẳng cấp luôn anh em ạ. Nó giải mã cực kỳ hay anh em nhé. Anh em nói chơi những cái đồ âm thanh của châu Âu anh em sẽ biết. Nó giải mã chất tiếng gọi là cực đỉnh luôn. Những con gọi là của châu Á gọi là không có tuổi so với con này luôn anh em nhé. Đấy. Ở đây nó sẽ hỗ trợ thêm cho anh em hai cổng cắm nguồn phụ này và một cổng nguồn vào và sử dụng cái chân nguồn 3 chấu loại to anh em nhé. Loa con này sẽ hỗ trợ kẹp loa trở kháng từ 6 đến 16 ohm anh em nhé. Đấy, 6 đến 16 ohm hỗ trợ gần như là full giải trở kháng cho anh em rồi anh em nhé. Và con âm ly 110W này thì hoàn toàn anh em phang được những cặp loa bass 30 thoải mái. Ví dụ nhà mình ở kia có cặp Fisher bass 30 kìa. Con này nó đánh cho phòi loa luôn anh em ạ. Nó đánh cho phòi loa luôn anh em nhá. Về cấu hình loa thì sao? Loa con này thì về thì nó sẽ đi kèm với cả cái cặp loa Tech anh em nhá, Tech S500. Và riêng cái con Tech S500 này thì nó khá là mỹ miều anh em ạ. Nó khá là đẹp tại vì con này nó được thằng Tannoy nó thiết kế cho anh em nhá. Thằng Tannoy nó làm con này và gần như là cái bản gọi là giao hưởng với thằng Tech anh em ạ. Nó sẽ có cái mã Tech S300 và S500 là đều là do thằng này nó làm anh em nhá. Chi tiết về cái cặp loa này thì con này loa này nó sẽ bao gồm là ba đường tiếng anh em nhé. Anh em sẽ nhìn thấy ba đường tiếng đây. Đấy. Ở bên dưới này thì nó sẽ là con sub bass anh em ạ. Đường kính là 16cm anh em nhé. Màng con này thì nó sẽ là màng carbon anh em ạ. Không có núm anh em ạ. Bịt núm anh em nhé. Bịt núm ở đây với cho anh em. Đấy. Bên trên này thì anh em sẽ nhìn thấy này. Một con bass cũng đường kính 16cm. Màng carbon và đi kèm đấy sẽ là con đúp đồng trục anh em nhé. Đây nó sẽ là con chép đồng trục anh em ạ. Con chép đồng trục. Đây nó sẽ là con chép đồng trục anh em nhá. Và cái vị trí đặt của nó thì nó chính là vào cái tâm anh em ạ. Cái lòng côn anh em nhá, cái lòng côn như cái mũi loa nó sẽ đâm thẳng ra và cố định con chép này ở đây. Bây giờ anh em nó giữ con chép này ở đây. Và cái ngôn ngữ thiết kế này thì nó xuất hiện cái lần đầu là từ cái thằng Tannoy anh em nhá. Từ của bọn Tannoy hoặc của loa những con loa châu Âu nó làm thì nó sẽ có cái kiểu ngôn ngữ thiết kế như thế này. Nhưng mà Tannoy nó làm con này thì mình nghĩ nó là vẫn là đặc cấp nhất anh em ạ. Tại vì khi anh em nghe cặp loa này, anh em mình sẽ thấy được là nó rất hợp với con âm ly này. Tại sao? Thứ nhất là phần lời và phần bass con này đã rất tốt rồi anh em nhá. Nhưng mà những cái dòng loa này thì nó lại thể hiện cái giải mid rất là dày anh em ạ. Thế là nó sẽ bù đắp được cái phần thiếu mid ở trên con bow này cho anh em nhá. Và anh em mình sẽ có một cái cặp loa mình cảm giác là nó chơi quá hay ở những phòng diện tích khoảng tầm 40m2 anh em nhá. Cái thông số về loa thì sao? Anh em sẽ xem thông số về loa này. Đây, anh em nhá. Loa này thì công suất sẽ là 100W anh em nhá, maximum là 100W một chiếc và một cặp sẽ là 200W với trở kháng là 6 ohm, made in Japan cho anh em luôn, được chưa? Cặp loa sẽ toàn bộ cọc bắp chuối này và con này vẫn là có sẽ hỗ trợ thụt hơi phía bằng sau, anh em nhá. Đấy. Và cặp này thì hiện tại mình để cho anh em bao nhiêu? Anh em nào mua âm ly rồi thì sẽ là 6 củ rưỡi anh em nhá. 6 triệu rưỡi cho con âm ly Bow 1510 có kèm giải mã 24 bit luôn, được chưa anh em? Đấy. Và cặp loa này thì cũng là 6 củ rưỡi luôn anh em nhá. Đấy. Và bình thường nhá, con âm ly này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 8 triệu đấy anh em, hơn 8 triệu đấy, nhưng mà tại vì cái vết bong đề can mình vừa cho anh em xem ấy, nên là mình mới để cho anh em 6 triệu rưỡi nhá. Và con này nó sẽ là cặp loa 6 triệu rưỡi hai con bằng tiền nhau. Đấy. Thì anh em nào mà mua cả combo này thì mình xin phép để cho anh em giá là 12 củ anh em nhá. 12 củ cho cả combo rồi luôn. Đấy. Và mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe luôn chất âm này như thế này nhá. Play này. Một
Một mai qua cơn mê xa cuộc đời bồng bềnh, tôi lại về bên em. Ngày xưa mưa không còn, nắng đường dài thật dài, ta mặc tình dòng chơi. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một thuở lênh ăn lại thành sông xuôi về ngọt quê hương. Quá hay luôn anh em ạ. Mình phải khẳng định là con này chơi cực kỳ hay anh em nhá. Anh em nào mình nghĩ là nếu mà chơi con này thì nên để ở phòng diện tích khoảng tầm 40 mét vuông trở về thôi, sẽ là cái diện tích tối ưu của con này anh em nhá. Chơi siêu hay luôn. Rồi. Tiếp đến đây anh em sẽ nhìn thấy mã dàn số 02 anh em ạ. Một cái con hàng gọi là mình nghĩ là hiếm có trên thị trường luôn. Tại vì cái bộ này mà nó đủ 4 thớt, nó đủ thớt như này, 5 thớt như này, nó cực kỳ hiếm anh em nhá. Đấy, nó cực kỳ hiếm luôn. Và con này là cái hàng đấu giá mình về thì như anh em nhìn thấy nó đẹp xuất sắc luôn anh em ạ. Nó đẹp xuất sắc luôn anh em nhá. Đấy. Chi tiết về con này thì mình xin phép giới thiệu như sau. Đầu tiên dàn về nó sẽ bao gồm 5 thớt dàn anh em ạ. Cái thớt bên dưới cùng này anh em sẽ nhìn thấy đây là thớt âm ly anh em nhá. Âm ly. Bên trên này thì sẽ là thớt CD với cho anh em. Đấy. Đây sẽ là thớt cassette này, bên dưới này cassette này. Đây sẽ là tuner này. Và trên cùng ở đây sẽ là thớt equalizer anh em nhá. Equalizer với bao nhiêu cần này? Đôi 4 6 anh em nhá. 8 9 cần tất cả anh em ạ. 9 cần tất cả, 9 cần equal. Nó là một trong số những dòng equal rất VIP anh em nhá. Anh em nào mà nghiên cứu trên mạng thì có thể biết là cái thớt equal này, riêng anh em nào bán lẻ cái thớt equal này, lẻ cái thớt equal này đã là bao nhiêu? Đã là bao nhiêu? Đấy, đã là khoảng tầm 5 triệu rồi anh em ạ. Đấy, ông nào bán rẻ thì 4 triệu rưỡi, ông nào bán đắt thì 5 triệu, không thì có thể là 5 triệu rưỡi riêng mỗi thớt này thôi nha anh em nhé, chứ không phải bảo là bán cả bán kèm cái thớt gì ở đâu. Duy nhất một thớt equal, ông nào không tin lên mạng search anh em nhé, xem có đúng cái thớt này phải từ 4 triệu rưỡi trở lên không, đúng không? Rồi thì để chi tiết về bộ dàn này thì mình xin giới thiệu như sau. Đầu tiên với mặt trước thì đúng là 5 thớt dàn mình vừa giới thiệu qua cho anh em rồi. Ở đây nó sẽ là thớt âm ly anh em nhé. Âm ly con này thì mặt nhôm hết anh em, nhìn nó cực kỳ lì anh em nhé, nhìn nó kiểu mẹ nhìn nó hầm hố ấy, kiểu nó thiết kế cực kỳ gọi là tối giản ấy, cũng theo ngôn ngữ phẳng này, một cái ngôn ngữ gọi là duy trì thiết kế ở những con dàn cao cấp anh em nhé. Đấy, đến thằng iPhone này nó còn thiết kế ngôn ngữ phẳng như thế này. Đấy, thiết kế ngôn ngữ phẳng mà nhìn nó kiểu đầm, nó gấu, giống như kiểu nhìn phát muốn đánh nhau anh em. Đấy, kiểu vậy. Đúng không? Ở mặt trước này, đây nó sẽ là cái nút gọi là input này, cổng chọn cổng vào anh em nhé, chọn input cổng vào này. Tiếp đến thì nó sẽ là cái nút volume control, đây là cái nút gọi là volume chủ của anh em nhé. Ở bên dưới này thì nó sẽ có một cái cần, hai cần chỉnh bát chép, à đây hai cần chỉnh bát anh em ạ, một chỉnh bát và tần số bát anh em nhé. Đây sẽ là ba lăng này em nhìn đây, đây cổng ba lăng này, được chưa? Đấy. Và đây nó sẽ là cái chế độ direct, khi anh em mình muốn nghe CD thuần direct anh em sẽ chọn này anh em nhé. Và nút nguồn con này nó đặt ở giữa này anh em này, đấy em thấy không? Tắt phát nó sập hết luôn, được chưa? Đấy. Thì đấy là cái gọi là thớt âm ly con này. Và khá là dày, thớt âm ly con này chạy biến áp xuyến anh em nhá. Bề nặng vô cùng luôn, đúng không Sơn? Âm ly con này nặng có khi còn hơn một âm ly dân dụng luôn anh em ạ. Hơn một âm ly dân dụng luôn, mặc dù đây là âm ly dàn anh em nhá. Tiếp đến CD con này. Đấy, CD con này thì mút tất cả các loại đĩa anh em ạ. Mút tất cả các loại đĩa và chạy giải mã, không phải giải mã gọi là PCM nữa anh em nhá. Mà con này sử dụng giải mã CDX anh em ạ. Hai con giải mã CDX gọi là phang ở trong con này, thì xin thưa với anh em là cái chất tiếng con này ra nó sẽ không mộc mạc như thằng PCM anh em nhé, nhưng bù lại nó sẽ tái hiện âm thanh, nó sẽ có cái phần xử lý bên trong, nó sẽ làm cái phần bass nó rất là dày và đánh rất là đầm chắc anh em nhé. Đấy, cái lợi thế của nó như thế, cứ không phải là nhiều lúc mà mình có những cái mà mình cần cái mộc mạc như con này thì không, con này cần đầm chắc anh em ạ, tại vì dòng này nó là dòng gấu chó mà anh em, nó cần phải đầm anh em nhé. Và CD nó cũng vậy, nó sẽ cho anh em một cảm giác đánh rất đầm, thấy chưa? Đấy. Tiếp đến cái cassette này. Xin thưa với anh em, cassette thì đã được thằng em Sơn nó dọn dẹp sạch sẽ cho anh em rồi. Thay dây cura mới, thay bay gọi là vệ sinh bánh tì, vệ sinh đầu từ, nó làm đẹp hết cho anh em rồi anh em nhá. Con này sẽ full auto reverse cho anh em, thấy chưa?
Con này là một trong số những con dòng cassette VIP nên là chất tiếng của nó nghe thì khá là hay. Anh em nào mà nghe kiểu mà có cái băng cassette ngon đút vào thì nghe như CD anh em ạ, đúng không? Đấy, hỗ trợ cho anh em cả công nghệ Dolby BCNR HX Pro rồi anh em nhé. Đấy, Full Auto Reverse, nói chung con này nó là một trong số những con mình nghĩ nên chơi, tại vì cái linh kiện bên trong nó khá là cao cấp. Và những con thiên về analog, ví dụ như kiểu thứ nhất là dàn đĩa than này, đầu băng từ này, băng cối thứ này, anh em mình phải xem những con nào linh kiện nó ngon ấy thì nó ra chất tiếng nó mới ngon được anh em ạ. Chứ còn nó không như hiện đại như kiểu CD thì nhiều lúc mà linh kiện ngon hay không anh em bị khó cảm nhận. Nhưng với những cái dòng chạy những cái dòng analog như này thì ngon phát biết ngay anh em nhé. Linh kiện ngon phát cảm giác nhận nó khác biệt ngay. Đấy. Bên trên này thì sẽ là thất tuner này. Đấy. Tuner này thì FM của con này sẽ chỉ đến 90 thôi. Còn AM sẽ phun giải cho anh em nhé. Có dò đài, có lưu đài đầy đủ trên con này. Được chưa? Và con bên trên này là con đắt giá nhất này. Đây này. Cái model GE1001 này, anh em thử search cái mã này xem anh em nhá. Thì anh em sẽ thấy là cái giá trị con này như thế nào. Với 9 con này qua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cân. Với chưa anh em. Đấy. Và hỗ trợ anh em mình gọi là những con này nó sẽ làm anh em mình đẩy tiếng lên cực kỳ căng anh em nhá. Chất tiếng anh em nào đã biết rồi thì khi mà anh em mình chơi con này. Con này mình nhớ không nhầm là thằng Yamaha nó làm cho thằng Kenwood anh em ạ. Thằng Yamaha nó sử dụng một con chip giải mã thằng Yamaha anh em nhé. Nó sử dụng chip quay thằng Yamaha nó làm con này. Thế là anh em hay nói về con này là thằng Yamaha làm cho. Thế là mình nghĩ là chất tiếng con này thì khỏi bàn luôn anh em ạ. Khá là đẳng cấp rồi, đúng không? Tiếp đến loa. Loa con này thì sao anh em nhìn này. Loa nó gọi là nó cắt thùng vắt thùng cạnh như thế này, đúng không? Đấy, anh em nhìn nó gấu không, đúng không? Nó cắt phát này, rất đẹp luôn anh em nhé. Rất đẹp luôn. Đấy. Bên dưới này nó sẽ được trang bị một con loa bass đường kính nó rơi vào khoảng tầm 16,69 cm anh em nhá. Mình tính sơ sơ ấy thôi. Đấy. Thì gân con này sẽ là gân bit bass dạng gân béo và gân cực mềm luôn. Anh em ạ, anh em nhìn cái này thì cũng không phải những con gân mềm như này thì nó sẽ chơi kiểu anh em mình sẽ có âm bass đánh cực kỳ lực và kèm theo đấy không phải âm bass đơn thuần mà nó kèm theo cả âm súp nữa anh em nhá. Đấy, khá là ok. Bên trong này sẽ là carbon gân xoắn anh em nhìn này. Đấy, gần xoắn không có lúm luôn anh em nhé, không lúm luôn. Bên trên này cũng là con đôm em nhé, con đôm dòng 8 vít và toàn là ốc lục giác hết. Mặt này sẽ là mặt gang em nhé. Đây, trên dưới mặt gang tất đẹp luôn. Cọc này, cọc e căng toàn bộ cọc kim loại tất. Nhiều em cứ sợ gãy, không mà nó gãy được anh em nhé. Kim loại thì gãy ra được, cọc nhựa nó mới gãy, đúng không? Đấy, đây là mặt trước nhá. Mình sẽ quay lại mặt sau để mình cho anh em xem nhé, anh em chờ chút này. Đây là phía sau anh em nhé, phía sau của bộ dàn này anh em nhìn thấy không? Con loa phía sau nó cũng cắt góc cạnh đẹp thế này, đúng không? Công suất của loa sẽ là bao nhiêu? Công suất của loa sẽ là 60W. 60W này trở kháng sẽ là 8 ohm anh em nhá. Đấy, made in Japan luôn và thụt hơi nó to không? Thụt hơi gì mà to gọi là như cái gọi là của con trâu này, to lắm anh em ạ. Đấy, cọc loa sẽ toàn bộ cọc bắp chuối hết. Công suất của con loa này cả một bộ nó có 120W thôi anh em ạ, nhưng mà thùng loa thì nó to vô đối luôn anh em nhá. Thùng loa này cực kỳ to đấy, mình nghĩ là một thùng loa gọi là khá là lớn. Tất cả các cục dàn ở phía sau này đều made in Japan tất anh em nhé, anh em nhìn này, made in Japan. Công suất của cái âm ly này sẽ là 70W điện nguyên bản 100V. Và với những cái mã dàn cao cấp thì anh em sẽ nhìn thấy là tất cả các cái cọc analog nó đều mạ vàng tất anh em ạ, đều mạ vàng tất. Và loa sẽ hỗ trợ là toàn bộ cọc loa bắp chuối, hỗ trợ loa trở kháng từ 8 đến 16 ohm. Đây là những cái chữ này là Nhật nó viết anh em nhé, Nhật nó viết vào để nó đánh dấu những cọc kết nối đấy. Đấy, anh em nhìn này nó viết này, ok chưa? Đấy. Bên trên này CD sẽ là 10W điện nguyên bản 100V cũng made in Japan anh em nhá. Bên này thì nó sẽ là cái thớt Equi cũng made in Japan, công suất 6W thôi, điện nguyên bản 100V. Đấy. Bên dưới này thì cái gì đây? Tuner anh em nhá, cũng là mạ vàng tất này, cũng made in Japan luôn. Bên dưới là cassette cũng lại made in Japan luôn, mời chơi anh em. Toàn bộ made in Japan hết rồi con này anh em nhá. Đấy. Và mình sẽ quay về mặt trước cho anh em để mình test chất âm. Đây, mặt trước của nó đây, đúng không? Tổng thể con dàn thì anh em mình kê vào như thế này thì nhìn nó quá hầm hố anh em ạ. Anh em nào không thích nó ngang nó to thì anh em mình chất nó lên thành một đống ở đây luôn anh em nhá. Cái tùy anh em, nhu cầu của anh em. Còn hãng người ta thiết kế ra là để sản xuất để nó kê như thế này. Và con này là 5 thước là full rồi anh em nhé, không có thêm thước nào đâu. Tại vì đây anh em sẽ nhìn thấy này, đấy, 3 thước bên này nhá, kích thước nó khác nhau nhưng mà nó kê và khi kê vào với nhau nó lại cân với cả bên này luôn. Anh em thấy không? Cân với cả 2 thước bên này, đây là tại vì hãng nó thiết kế như thế để anh em mình có thể để được cái vị trí như thế này trông cho đẹp, bây giờ. Và quan trọng nhất là giá của con này thì hiện tại bao nhiêu. Đấy, giá con này thì hiện tại bây giờ mình để cho anh em full cả thớt equalizer, giá mình để cho anh em là 14.800.000 anh em nhá.
14 củ 8 cho bộ này. Với chơi anh em. Đấy. Nó là một trong số gọi là giá cực kỳ tốt rồi, tại vì nhiều anh em bán gọi là không có thớt EQUI này đã bán hơn chục rồi anh em ạ. Đấy. Con này mình bán có thớt EQUI anh em nhá. 14.800. Bây giờ mình sẽ play thử nhạc cho anh em nghe luôn chất âm này như thế nào. Đây. Qua miền rừng cao nguyên về anh, cao nguyên có còn lành vào hồn, thông reo có còn nhà nhà buồn, bên rừng bên suối bên hồ, đô thành còn vui như ngày xưa, lâu rồi mà anh chưa về. Gái nhỏ của ngày nào năm nay sắp sửa để vào đời, bây giờ đang tập làm thơ. Ngày xưa mà em còn nhớ, gần anh có hỏi em rằng chừng nào em lớn như anh. Ok chưa anh em? Một bộ dàn mình nghĩ là dàn chung nhưng mà nó đánh như dàn đại luôn anh em ạ. Nó đánh sâu tiếng như dàn đại luôn anh em nhé. Và cái giá của nó thì bây giờ cực kỳ tốt rồi, có 14.800.000 anh em nhé. Rồi, tiếp đến bên này thì đây sẽ là một cái mã gọi là cũng khá là VIP của thằng Kenwood anh em nhé. Kenwood K711 thì như mình đã giới thiệu ở ngay đầu video rồi anh em ạ. Đây nó là một trong số những gọi series K cao cấp của thằng Kenwood anh em nhé. Thì con này thì ở bên Nhật nó đã ghép sẵn cho anh em một cái cặp loa gọi là cặp loa hợp nhất với cả con âm ly rồi anh em nhá. Nó không thể là hợp hơn được, nó còn hợp hơn cả cái loa K711 đi kèm dàn luôn anh em nhá. Anh em nào chơi loa K711 sẽ biết là cái thùng loa nó sẽ bé hơn anh em ạ. Đấy, và khi anh em mình chơi loa K711 ấy thì cái giải mid nó sẽ hơi nhiều hơn anh em nhá. Mid nó quá dày đấy, và khi anh em mình cho cái này vào thì cái phần lời nó sáng rõ rệt luôn anh em nhá. Phần lời sáng rõ rệt, bát đánh lại lực hơn nữa, bát đánh trên cái mã này lực hơn, tại vì con này nó có một cái thụt hơi xẻ rãnh mặt trước mà con kia nó có thụt hơi mặt sau, nên con này thụt hơi mặt trước anh em mình sẽ thấy bát thứ nhất là nó to hơn rồi nhá, thứ hai nó đánh sẽ lực hơn con kia, tại vì cái kết cấu thùng con này kiểu nó hợp hơn anh em ạ, nó hợp âm ly này hơn. Đấy, chi tiết về con âm ly này sẽ như sau anh em nhá. Đầu tiên anh em sẽ nhìn thấy này, toàn bộ mặt của nó sẽ là mặt đen hết anh em nhá, mặt đen hết. Con này về thì nó chung màu đen thì cũng khá là hiếm, nhưng màu đen này nó hay bị xước anh em nhá, nó sẽ có một vài vết xước nhỏ anh em nhìn thấy đây, có một hai vết xước, nói chung là cũng không đáng kể. Như con này thì mình đánh giá nó khá là ok rồi. Đấy. Con này sẽ chơi đĩa CD rất là ngon với cái dạng CD siêu mỏng, mắt sẽ chạy mắt 213 nên sẽ rất là bền anh em nhé, mắt cực kỳ bền luôn. Màn hình sẽ là màn hình LCD để... à xin lỗi anh em, màn hình nó sẽ là màn hình quắc anh em nhé, con này màn quắc này. Đấy, anh em nhìn chữ nó rất là sáng và mượt anh em nhé. Bình thường có những cái con mà K711 màn bị mờ đấy thì những con màn mờ anh em sẽ bán rất là rẻ, nhưng con này màn nét luôn anh em nhé, thấy chưa? Tiếp đến là kết nối điện thoại, máy tính, TV sẽ đầy đủ trên mã này luôn. Mời cho anh em. Đấy. Chỉnh EQUI laser bằng cái gọi là sound select anh em nhìn này. Đấy, anh em sẽ chỉnh được nhá. Bass này, D bass này, bass này, mid này, treble này, anh em thấy không? Đấy, nó chỉnh đủ 3 giải cho con này luôn. Anh em nhé, không thiếu bất kỳ gọi là một cái giải nào cho con này anh em không chỉnh được hết. Tiếp đến thì con này nó sẽ hỗ trợ anh em mình giải mã 24 bit chuẩn anh em nhá. Sử dụng con giải mã PCM 1805, một trong số những con giải mã gọi là cao cấp nhất của thằng PCM rồi, được trang bị cho con này. Và chất tiếng của nó ra thì mình nghĩ là đánh giá cái bọn này thì chất tiếng của nó như thế nào nhỉ? Các cái giải âm nó khá là tách biệt, tách bạch anh em nhé. Nếu mà anh em sử dụng giải mã mình đã phân tích giải mã nhá. Các cái giải âm nó khá là tách bạch, và cái phần lời nhá anh em nhé, phần lời nó nổi lên so với nền nhạc khá là nhiều đấy. Ví dụ như anh em mình nghe những cái dòng nhạc như kiểu nhạc ca sĩ hát trên cái nền nhạc, một cái nền nhạc giao hưởng gì đó ấy, thì anh em sẽ thấy là cái phần nhạc ở bên dưới nó sẽ chìm hẳn xuống luôn anh em nhá, và cái phần lời ca sĩ nó sẽ nổi lên so với nền nhạc luôn
Đấy, tí nữa mình sẽ mở đĩa CD để mình cho anh em mình cảm nhận được được cái vấn đề đấy, ok chưa? Đấy. Ngoài ra thì con này nó sẽ đánh tốt cả những cặp loa bass 30cm với cục giàn này anh em nhé. Nhìn trông nó thế này thôi, đúng không? Nhưng nó đánh cực kỳ trâu. Với cái hàng sò bên này sẽ là mỗi bên 4 sò anh em nhé. Mỗi bên 4 sò. Đấy, một loa con này thì sẽ được 4 sò nó chăm sóc rồi anh em ạ. Thì nó khá là ok, đúng không? Về cấu hình loa thì sao? Đây nó sẽ là một cái cặp loa gọi là khá là VIP của hàng Onkyo. Nó chính cặp Onkyo N9 anh em nhé. Và hàng về thì căng đẹp luôn anh em ạ. Còn cặp loa này thì nó sẽ được phủ sơn PU anh em nhé. Phủ sơn PU cả loa. Nên là nó sẽ có những cái vết xấu anh em nhé. Có những vết xấu anh em sẽ nhìn thấy này. Một hai vết thì nó sẽ có những cái vết nhỏ nó xấu anh em nhé. Anh em nhìn thấy không? Đấy. Nói chung không thể nào tránh được anh em ạ. Với những cặp loa mà sơn PU này không tránh được. Và con này thì nó sẽ được phủ bên trong nó sẽ là một cái lớp gỗ veneer anh em nhé. Đấy, bên ngoài sẽ được phủ sơn PU. Đấy. Cấu hình loa con này sẽ bao gồm như sau. Đầu tiên con này sẽ được trang bị một con loa bass đường kính là 13cm anh em nhé. 13cm gân nó sẽ là gân lụa tẩm dầu dạng gân xếp siêu mỏng này. Tiếp đến màng loa con này thì sẽ là màng sợi keva anh em nhé. Màng keva và núm cũng keva luôn, siêu cứng luôn anh em ạ. Siêu cứng luôn anh em nhé, không bao giờ bị móp núm bây giờ. Tiếp đến bên trên này thì sẽ là con chép đôm dòng đôm 8 feet cao cấp. Nói chung là những con như thế này thì mình nghĩ chất âm của thằng Onkyo này bình thường với cục dàn Onkyo đã hay rồi. Nhưng mà ghép với con Kenwood này nó còn hay hơn anh em ạ. Thụt hơi xẻ rãnh mặt trước theo cái gọi là mồm ca ngão, khá là rộng anh em nhé, mồm rộng. Đấy. Tiếp đến phía sau, anh em nhìn thấy đây. Cái âm ly này anh em nhé. Toàn bộ của nó này, các cái núm cao su này, nó bên chật nó chưa thèm rút ra, được chưa anh em? Đấy. Vẫn nguyên các núm ở đầu A-lốc này, anh em nhìn thấy không? Đấy. Chưa thèm rút ra luôn anh em nhé. Con này thì công suất của âm ly sẽ là 70W điện nguyên bản 100V. Đấy, đây là kẹp anten FM phụ nghe đài này. Tiếp đến sẽ có một cái chỗ để bắt dây mát nhé. Đây là các cái cổng này, phono AUX này. Kết nối thiết bị vào ra này anh em nhé. Thì con này có cái hỗ trợ được anh em một cái cổng phono này. Và cổng phono này thì xin thưa với anh em, nó sẽ là cổng siêu tín hiệu để phục vụ anh em mình cắm đĩa than anh em nhé. Anh em nào chơi đĩa than thì bắt buộc phải có cổng phono mới sử dụng được. Còn không những cổng AUX này cắm vào nó không ra tiếng đâu anh em. Cổng phono tín hiệu nó căng anh em nhé, mới lên được. Và toàn bộ các cổng này mạ vàng hết anh em nhé. Toàn bộ mạ vàng hết. Dưới này cổng súp điện cũng được cắm luôn. Đấy, súp điện này. Đấy. Tiếp đến là cọc loa sẽ toàn bộ là cọc bắp chuối hết anh em nhé. Và hỗ trợ loa trở kháng từ 6 đến 18 ohm anh em ạ. Đấy. Bên trên này thì sao? Bên trên này thì đây sẽ là một cái cổng optical in phục vụ em giải mã 24 bit anh em nhé. Và bên trên này cổng D-Audio. Đây nó sẽ là giống như cổng Corsian anh em. Nên sử dụng chân 3.5. Cặp loa này thì loa sẽ là trở kháng sẽ là 4 ohm anh em ạ. Đấy. Công suất con này sẽ là 70W anh em nhé. Một cặp của nó sẽ là 140W. Nhiều anh em cứ hỏi là loa này trở kháng 4 ohm thì có kẹp được vào con âm ly này không? Mặc dù con âm ly này ghi 16 ohm, ghi là 6 đến 16 ohm, nhưng mà bên Nhật nó đã kẹp thì anh em mình yên tâm anh em nhá. Chắc chắn là nó phải có chuyên gia tư vấn rồi anh em ạ. Đấy. Và khi anh em mình lên các diễn đàn ở bên Nhật anh em sẽ thấy là bọn nó ghép cái này là phổ thông luôn anh em nhá. Nó ghép phổ thông luôn và chơi gọi là qua bao ngày tháng nó vẫn rất là ngon anh em nhá. Đấy, bản thân mình đánh giá được con này đánh chất âm rất là sâu anh em nhá. Thùng loa nó làm vuông thành sắc cạnh hết anh em ạ. Đấy. Và hiện tại bây giờ thì bộ này mình để cho anh em giá bao nhiêu anh em nhá. Hiện tại mã này thì mình đang để cho anh em giá là chỉ có 5 củ 8 thôi anh em nhá. 5.800.000 cho Kenwood K711 anh em ạ, đi kèm cặp loa Onkyo N9 này anh em nhá. Bây giờ mình sẽ test nhạc để cho anh em nghe chất âm này như thế nào. Có xứng đáng không? Có đúng là phần lời nhạc ca sĩ nổi lên so với nền nhạc không? Đây. Nắng đã tàn theo cuối ngày, dòng xe ngập trên đường phố. Ánh mắt nào đang hướng về, tìm ai hẹn ai cuối ngày. Và riêng em đã qua thời mong chờ. Từ mai đây lối xưa em chờ ai về?
giọng Lâm Nhật Tiến nó lên bộ này nó đẳng cấp như thế này, đúng không? Giá hiện tại con này chỉ có 5.800.000 thôi anh em nhá. Và video ngày hôm nay thì mình xin phép được dừng đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc em một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình. Và xin chào anh em.